Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 18, món quà đặc biệt. Tiết 1, 2, 3, 4, trang 88 đến trang 91. Chúng mình cùng tham gia khởi động. Cùng bạn nêu những việc làm thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân. Ví dụ, những việc làm thể hiện tình cảm yêu thương với người thân như là quan tâm, chăm sóc người thân, nói lời yêu thương với người thân, tặng quà người thân vào những dịp đặc biệt, giúp đỡ người thân. Chúng mình kể những việc làm chúng mình đã thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, bố mẹ, người thân của mình cho các bạn cùng nghe, hoặc các con có thể bấm ở dưới phần bình luận những việc, những câu nói mà mình đã thể hiện được. Và hôm nay chúng mình học bài món quà đặc biệt. Đây chính là bức tranh minh họa cho bài đọc. Cô mời chúng mình cùng đọc bài với cô. Món quà đặc biệt. Cả chiều, hai chị em hì hụi chuẩn bị quà sinh nhật cho bố. Tấm thiệp đặc biệt được chị nắn nót viết. Bố tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối, nấu ăn không ngon, yêu mẹ. Ngắm nghía tấm thiệp, em băn khoăn. Có khi chỉ viết điều tốt thôi, chị xóa dòng nấu ăn không ngon đi chị. Ừ, em thấy viết thế có ít quá không? À, bố rất đẹp trai nữa ạ. Chị cắm cúi viết thêm vào tấm thiệp. Quà bí mật tặng bố đã xong. Bố đang ngồi trước máy tính, mặt đăm chiêu. Bố ơi! Bố nhìn hai chị em. Hai chị em sao thế? Chúng con chúc mừng sinh nhật bố. Hai chị em hồi hộp nhìn bố. Bố ngạc nhiên mở quà, đọc chăm chú. Rồi bố cười giòn giã. Ngạc nhiên chưa? Hai chị em tặng bố còn tiết lộ bí mật bố nấu ăn không ngon nữa. Chị nhìn em nhìn chị, cả hai nhìn tấm thiệp. Thôi, quên xóa dòng nấu ăn không ngon rồi. Mắt chị rơm rớm, nhưng bố đã choàng tay ôm hai chị em vào lòng. Cảm ơn hai con, đây là món quà đặc biệt nhất bố được nhận đấy. Bố muốn thêm một ý nữa là bố rất yêu các con. Ừ nhỉ, sao cả hai chị em đều quên? Ba bố con cười vang cả nhà. Bây giờ chúng mình cùng luyện đọc lại bài theo mẫu chữ viết. Món quà đặc biệt. Cả chiều, hai chị em hì hụi chuẩn bị quà sinh nhật cho bố. Tấm thiệp đặc biệt được chị nắn nót viết. Bố tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối. Nấu ăn không ngon, yêu mẹ. Ngắm nghía tấm thiệp, em băn khoăn. Có khi chỉ viết điều tốt thôi, chị xóa dòng nấu ăn không ngon đi chị. Ừ, em thấy viết thế có ít quá không? À, bố rất đẹp trai nữa. Chị cắm cúi viết thêm vào tấm thiệp. Quà bí mật tặng bố đã xong. Bố đang ngồi trước máy tính, mặt đăm chiêu. Bố ơi! Bố nhìn hai chị em. Hai chị em sao thế? Chúng con chúc mừng sinh nhật bố. Hai chị em hồi hộp nhìn bố. Bố ngạc nhiên mở quà đọc chăm chú. Rồi bố cười giòn giã. Ngạc nhiên chưa? Hai chị em tặng bố còn tiết lộ bí mật bố nấu ăn không ngon nữa. Chị nhìn em nhìn chị. Cả hai nhìn tấm thiệp. Thôi, quên xóa dòng nấu ăn không ngon rồi. Mắt chị rơm rớm,
Nhưng bố đã choàng tay ôm hai chị em vào lòng. Cảm ơn hai con, đây là món quà đặc biệt nhất bố được nhận đấy. Bố muốn thêm một ý nữa là bố rất yêu các con. Ừ nhỉ, sao cả hai chị em đều quên? Ba bố con cười vang cả nhà. Phong Điệp. Các con có thể bấm dừng video để chúng mình luyện đọc và luyện viết vào vở ô ly. Xong thì chúng mình bấm tiếp theo. Chúng mình đọc mục từ ngữ. Đăm chiêu có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó. Rơm rớm, ứa nước mắt như sắp khóc. Chúng mình luyện đọc từ khó trong bài. Hì, hụi, nắn, nót, băn, khoăn, đăm, chiêu. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình đọc lại. Xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Giòn, giã, quên. Giòn, giã, quên. Chúng mình đọc nội dung của tấm thiệp. Bố tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối, nấu ăn không ngon, yêu mẹ. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện đọc nội dung của tấm thiệp. Xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bây giờ chúng mình luyện đọc theo vai. Chúng mình thể hiện giọng của người chị, của em, của bố. Màu xanh này là giọng của em. Màu xanh lá cây là giọng của chị. Màu đỏ là giọng của bố. Còn màu tím là cả hai chị em. Vậy chúng mình sẽ phân vai một bạn đọc lời người dẫn chuyện là chữ màu đen. Một bạn đọc vai đóng vai chị là chữ màu xanh. Một bạn đóng vai em là màu xanh lá cây. Một bạn đóng vai bố là màu đỏ. Còn màu tím thì là cả bạn đóng vai chị và vai em đều đọc. Chúng mình sẽ đọc phân vai như vậy. Món quà đặc biệt. Cả chiều hai chị em hì hụi chuẩn bị quà sinh nhật cho bố. Tấm thiệp đặc biệt được chị nắn nót viết. Bố tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối, nấu ăn không ngon, yêu mẹ. Ngắm nghía tấm thiệp, em băn khoăn. Có khi chỉ viết điều tốt thôi, chị xóa dòng nấu ăn không ngon đi chị. Ừ, em thấy viết thế có ít quá không? À, bố rất đẹp trai nữa. Chị cắm cúi viết thêm vào tấm thiệp. Qua bí mật tặng bố đã xong. Bố đang ngồi trước máy tính mặt đăm chiêu. Bố ơi! Bố nhìn hai chị em. Hai chị em sao thế? Chúng con chúc mừng sinh nhật bố. Hai chị em hồi hộp nhìn bố. Bố ngạc nhiên mở quà, đọc chăm chú. Rồi bố cười giòn giã. Ngạc nhiên chưa? Hai chị em tặng bố. Còn tiết lộ bí mật. Bố nấu ăn không ngon nữa. Chị nhìn em nhìn chị. Cả hai nhìn tấm thiệp. Thôi, quên xóa dòng nấu ăn không ngon rồi. Mắt chị rơm rớm. Nhưng bố đã choàng tay ôm hai chị em vào lòng. Cảm ơn hai con. Đây là món quà đặc biệt nhất bố được nhận đấy. Bố muốn thêm một ý nữa là bố rất yêu các con. Ừ nhỉ, sao cả hai chị em đều quên? Ba bố con cười vang cả nhà. Phong Điệp. Bây giờ chúng mình trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Hai chị em đã viết gì trong tấm thiệp tặng bố? Chúng mình đọc kỹ tấm thiệp và trả lời. Hai chị em đã viết ra những điểm tốt và cả điểm chưa tốt của bố. Cụ thể là tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối, nấu ăn không ngon, yêu mẹ và bố rất đẹp trai.
Câu 2, từ ngữ nào dưới đây thể hiện cảm xúc của bố khi nhận quà của hai chị em? A. Băn khoăn. B. Đăm chiêu. C. Hồi hộp. D. Ngạc nhiên. Chúng mình đọc kỹ câu văn miêu tả lúc bố nhận quà của hai chị em để tìm từ ngữ chỉ cảm xúc của bố. À, đó chính là cảm xúc ngạc nhiên. Vậy chúng mình khoanh tròn vào đáp án D. D là đáp án đúng. Câu 3. Vì sao bố rất vui khi nhận quà mà người chị lại rơm rớm nước mắt? Chúng mình đọc kỹ đoạn trò chuyện sau khi bố nhận quà của hai chị em để trả lời câu hỏi. Người chị rơm rớm nước mắt vì đã quên xóa đi dòng chữ nói điều không tốt của bố là nấu ăn không ngon. Người chị sợ bố sẽ buồn lòng vì sơ suất này của mình, cho nên là chị rơm rớm nước mắt. Câu 4. Bố đã làm gì để hai chị em cảm thấy rất vui? Chúng mình đọc kỹ đoạn văn cuối để trả lời câu hỏi. Để hai chị em cảm thấy rất vui, bố đã nói một điều mà bố làm được, nhưng hai chị em chưa nhìn thấy ra được. Đó là bố rất yêu hai chị em. Câu 5. Em thích nhất chi tiết nào trong câu chuyện trên? Vì sao? Có bạn thì thích chi tiết hai chị em cùng chuẩn bị thiệp để tặng bố. Vì qua hành động và lời nói của hai chị em thì em có thể thấy được tình yêu thương mà hai chị em dành cho bố của mình. Hai chị em rất là yêu bố, cho nên hai chị em chuẩn bị thiệp để tặng bố. Có bạn thì thích chi tiết bố ôm hai chị em vào lòng và nói điều hai chị em chưa ghi được. Bố rất yêu các con. Vì bố không quan trọng đến những điều tốt, xấu mà các con nhìn ở mình. Phải yêu bố lắm, hai chị em mới nhìn thấy những điều đó. Vậy nên, được bố ôm và trìu mến, em thấy không khí câu chuyện vui hẳn lên. Thế còn con thích chi tiết nào? Con có thể chia sẻ với bạn bè, với người thân. Hoặc con bấm vào phần bình luận ở phía dưới của video. Nội dung của bài nói về hai chị em chăm chút với tấm thiệp chúc mừng sinh nhật bố. Tấm thiệp có nhiều điều khen bố, nhưng lại có ý ghi bố nấu ăn không ngon. Khi tặng bố, hai chị em phát hiện ra đã quên xóa đi dòng chữ này. Nhưng bố ôm hai chị em và nói, điều mà bố còn làm được nữa là bố rất yêu hai chị em. Bây giờ chúng mình chuyển sang tiết viết. Chữ G hoa, chữ H viết hoa. Và Hà Giang là tên riêng, chúng mình viết hoa. Chữ cái đầu tiên. Hà Giang là một tỉnh miền núi nằm ở cực bắc của Tổ quốc. Nơi đây có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như cao nguyên Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú. Và câu chúng mình viết đó là: kìa Hà Giang đó sương răng trắng, hoa gạo bừng lên sông hiện ra. Nguyễn Đức Mậu. Câu ứng dụng là hai câu thơ nói về vẻ đẹp của Hà Giang, một tỉnh miền núi phía Bắc với những đỉnh núi sương mù bao phủ, sông chảy quanh co, hoa gạo nở đỏ bên đường, vân vân. Và đây là bức ảnh chụp cảnh Hà Giang. Đây là cao nguyên Đồng Văn ở Hà Giang. Đây là cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang. Chữ G viết hoa,
hai ô ly dưới ở trên dòng kẻ ngang 1 và kéo xuống dưới dòng kẻ ngang 1 một ô ly rưỡi. Viết nét cong dưới rồi chuyển hướng, viết tiếp nét cong trái, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ. Phần cuối của nét cong chuyển hướng ngược lại, viết nét khuyết dưới. Ta được chữ G viết hoa. Chữ H viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong trái rồi lượn ngang, chuyển hướng đầu bút và hơi lượn xuống để viết nét khuyết dưới, rồi nối liền sang nét khuyết trên. Đến gần cuối nét khuyết thì viết tiếp nét móc ngược phải. Viết nét thẳng đứng, ta được chữ H viết hoa. Chúng mình luyện viết bài vào vở ô ly. Viết cho cô hai dòng chữ G viết hoa. Hai dòng chữ H viết hoa. Ở đây cô trình bày một dòng nhưng các con viết vào vở viết hai dòng cho cô. Viết hai dòng chữ Hà Giang. Và viết câu ứng dụng. Kìa Hà Giang đó xương răng trắng, hoa gạo bừng lên sông hiện ra. Nguyễn Đức Mậu. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình luyện viết vào vở. Xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bây giờ chúng mình chuyển sang tiết luyện tập. Câu 1. Tìm từ chỉ đặc điểm, phẩm chất trong đoạn thơ dưới đây. Có một giờ văn như thế, lớp em im phắc lặng nghe. Bài mẹ vắng nhà ngày bão, cô giảng miệt mài say mê. Ai cũng nghĩ đến mẹ mình, dịu dàng đảm đang tần tảo. Ai cũng thương thương bố mình. Vụng về chăm con ngày bão, Nguyễn Thị Mai. Chúng mình tìm từ chỉ đặc điểm và phẩm chất ở trong đoạn thơ. Chúng mình bấm dừng video, chúng mình đọc nhẩm để chúng mình tìm. Các từ chỉ đặc điểm phẩm chất trong đoạn thơ là im phăng, im phắc, im phắc, lặng nghe, miệt mài. Say mê, dịu dàng, đảm đang, tần tảo, thương thương, vụng về. Câu 2. Ghép mỗi câu sau với kiểu câu thích hợp. Chị xóa dòng, nấu ăn không ngon đi chị. À, bố rất đẹp trai nữa ạ. Chị cắm bút viết thêm vào. Chị cắm bút viết thêm vào tấm thiệp. Vậy, trong ba câu này, câu nào là câu kể, câu nào là câu cảm, câu nào là câu khiến? Chúng mình lưu ý, câu kể kết thúc bởi dấu chấm. Câu khiến, câu đưa ra yêu cầu, đề nghị, nhờ, xin phép. Câu cảm, câu bày tỏ cảm xúc. Chị cắm bút viết thêm vào tấm thiệp. Đây là câu, câu kể. À, bố rất đẹp trai nữa ạ. Đây là câu cảm. Chị xóa dòng nấu ăn không ngon đi chị. Đây là câu khiến. Câu khiến là câu yêu cầu, đề nghị, mong muốn của mình. Câu 3. Nêu dấu hiệu nhận biết câu khiến. Câu khiến có dấu hiệu gì để chúng mình nhận biết đó là câu khiến? Dấu hiệu để nhận biết câu
là câu khiến. Chúng mình sẽ dựa vào trong câu chứa các từ thôi, hãy, đi, quá, lắm. Và kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm. Thông thường thì là kết thúc bằng dấu chấm than. Kết thúc câu bằng dấu chấm than. Câu khiến kết thúc bằng dấu chấm than. Đó. Và câu dùng để đưa ra đề nghị, yêu cầu, ra lệnh, khuyên bảo đối với người khác là câu khiến. Câu khiến hay còn gọi là câu cầu khiến. Vậy dựa vào những dấu hiệu này để chúng mình nhận biết được câu cầu khiến hay chính là câu khiến. Và khi đặt câu khiến, chúng mình lưu ý là cuối câu phải viết dấu chấm than. Và nội dung của câu đó là phải yêu cầu, ra lệnh, khuyên bảo, đề nghị người khác. Và chúng mình sử dụng từ hãy, thôi, đi, quá, lắm ở trong câu đó. Chúng mình lưu ý để khi chúng mình đặt câu khiến sao cho đúng. Câu 4, sử dụng các từ hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, nhé để đặt câu khiến trong các tình huống dưới đây. A. Muốn các em nhỏ trật tự để xem phim. Muốn bố mẹ cho về thăm bà, thăm quê. Muốn bố đưa cho cuốn truyện mình thích. Vậy bây giờ chúng mình sẽ thêm những từ mà đề bài cho, sao cho hợp lý. Và cuối câu chúng mình sẽ viết dấu chấm than. Và nội dung là yêu cầu, đề nghị, nhờ, mong muốn người khác. Ví dụ câu A có thể nói là: các em không nói chuyện riêng nhé. Hoặc các em đừng nói chuyện riêng nữa. Các em hãy trật tự để xem phim. Để xem phim nào. Các em hãy, chúng mình có thể thêm chữ hãy vào đây. Các em hãy trật tự để xem phim nào. Và cuối câu có dấu chấm than. Đây là những lời yêu cầu, đề nghị các em trật tự. Và đó chính là câu khiến. Về hình thức, về nội dung đã đảm bảo đây là những câu khiến. Câu khiến hay còn gọi là câu cầu khiến. B. Bố mẹ cho con về quê thăm ông bà nhé ạ. Bố mẹ cho con về quê đi mà. À, chúng mình thấy này, có thêm từ nhé ạ, từ đi mà và dấu chấm than cuối câu. Và nội dung là xin bố mẹ, mong muốn bố mẹ, đề nghị bố mẹ cho mình về quê. Vậy đó chính là câu khiến. Câu C. Bố mua cho con cuốn truyện tranh này ạ. Bố mua cho con cuốn truyện tranh này nhé ạ. Hoặc bố mua cho con cuốn truyện tranh này đi ạ. Chúng mình thêm từ ạ vào để thể hiện thái độ lễ phép đối với bố. Cuối câu có dấu chấm than. Và đây chính là câu đề nghị xin bố mua cho mình cuốn truyện. Và đó chính là câu khiến. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần luyện viết đoạn. Câu 1. Quan sát một đồ vật trong tranh, ghi lại những điều đã quan sát được về đặc điểm của đồ vật. Đặc điểm về màu sắc, đặc điểm về hình dạng kích thước, đặc điểm về hoạt động, công dụng. Đó. Và đây các đồ vật chúng mình quan sát: xe đạp, đồng hồ, cặp sách, con lật đật, đèn bàn. Nhiệm vụ của chúng mình nêu tên của đồ vật, sau đó nêu lần lượt các đặc điểm. Ví dụ, chúng mình sẽ nêu đặc điểm của chiếc xe đạp. Đặc điểm về màu sắc là màu xanh dương nước biển, màu, có cả màu đen và màu trắng. Đặc điểm về hình dạng kích thước, bánh xe hình tròn và kích thước lớn, giỏ xe hình vuông, thân xe thuôn dài, xe đứng vững được nhờ chân trống. Đặc điểm về công dụng, xe chạy bằng sức đạp của người, có tác dụng làm phương tiện di chuyển, chở người và đồ. Ví dụ, chiếc đèn bàn. Đặc điểm về màu sắc, màu sắc là màu đỏ, màu trắng.
Đặc điểm về màu sắc, màu đỏ, màu trắng. Đặc điểm về hình dạng, kích thước. Đèn có bề ngang nhỏ hơn bề dọc. Đế đèn lớn để giữ đèn không bị đổ. Chụp đèn bao quanh bóng đèn. Đặc điểm về hoạt động, công dụng. Đèn chạy bằng điện và có núm bật tắt. Dùng để chiếu sáng, học tập, vân vân. Và đây, cô giáo tổng hợp lại. Tên đồ vật, đặc điểm về màu sắc, đặc điểm về hình dạng kích thước, đặc điểm hoạt động công dụng. Xe đạp, màu xanh da trời, cao ngang người, gồm tay lái, yên xe, bàn đạp, giỏ xe, bánh xe, giúp em di chuyển nhanh chóng hơn. Đồng hồ, màu xanh lá cây, màu vàng, màu đỏ, về hình dạng kích thước, có hình tròn, phía trên có hai chiếc chuông, có hai chiếc chân nhỏ, có ba chiếc kim. Đó là kim giờ, kim phút, kim giây. Đặc điểm về công dụng, chỉ giờ, báo thức. Tiếp theo là đến cái cặp sách. Chúng mình quan sát cặp sách này. Đặc điểm về màu sắc là màu xanh da trời, màu đỏ. Đặc điểm hình dạng kích thước, hình chữ nhật, có quai để đeo. Đặc điểm về công dụng, hoạt động, đựng sách vở và các đồ dùng học tập khác. Tiếp theo là những con lật đật. Con lật đật có đặc điểm về màu sắc là màu đỏ và màu cam. Đặc điểm hình dạng thì gồm hình tròn, to, nhỏ, ngắn, gắn với nhau. Đặc điểm về công dụng thì làm đồ chơi. Tiếp theo đến cái đèn học, có màu đỏ và màu trắng. Về hình dạng kích thước gồm đầu và thân đèn hình chú chuột ngộ nghĩnh. Đó. Và đặc điểm về công dụng hoạt động là chiếu sáng mỗi khi học bài hoặc làm việc, vân vân. Câu 2, quan sát một đồ vật có trong nhà hoặc trong lớp, viết 3 đến 4 câu tả đồ vật đó. Gợi ý, viết câu tả màu sắc. Ví dụ, mẫu, chiếc cặp sách màu xanh da trời trông thật mát mắt. Viết câu tả hình dáng kích thước, mẫu, quai cặp to bản hơi cong cong để khi sách không bị đau tay. Viết câu tả hoạt động công dụng, mẫu, mỗi khi đóng, mở, nắp cặp, tiếng tách tách của ổ khóa nghe thật vui tai. Ví dụ, chúng mình tham khảo bài sau. Quyển sách ghi bài Oli của em trông rất xinh xắn, bìa có màu đỏ cùng một vài họa tiết bông hoa trông thật sặc sỡ. Sách bản to nên trông không khác gì cỡ sách giáo khoa. Nhờ sách Oli em viết dễ dàng và khoa học hơn rất nhiều. Hoặc chúng mình có thể giới thiệu về chiếc tivi. Sau đó chúng mình nêu những câu miêu tả về tivi để thành một đoạn văn. Hoặc chúng mình có thể viết về cái bảng lớp. Đề bài yêu cầu viết 3 đến 4 câu, chúng mình có thể viết nhiều hơn cũng được. Và câu cuối cùng các con có thể bộc lộ tình cảm của mình. Chúng mình chuyển sang phần vận dụng. Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về người thân. Ví dụ bài thơ bà em. Bà là kho cổ tích, kể mãi mà không vơi. Chuyện thần tiên trên trời, chuyện cỏ hoa dưới đất. Con ong chăm làm mật, con kiến khéo tha mồi. Đàn bướm mài rong chơi, ve sầu tài tấu nhạc. Có chuyện chú mèo nhát, chẳng rửa mặt bao giờ. Chuyện chú gà làm thơ, cứ gật gù thích thích. Bay vào miền cổ tích, em níu chặt tay bà. Bầu trời rộng bao la, bà cho em đôi cánh. Ninh Đức Hậu. Chúng mình bấm dừng để chúng mình đọc. Xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài thơ lấy tâm cho bà. Cứ giờ dậy cháu về nhà. Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tâm. Nhưng bà đó rụng hết răng, cháu không lấy được cái tâm cho bà. Cháu đi rót nước bưng ra, chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui. Bài thơ yêu mẹ. Mẹ đi làm từ sáng sớm,
dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, được mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Bài thơ thương ông. Thương ông bị đau chân, nó sưng, nó tấy, đi phải chống gậy, khập khiễng, khập khà, bước lên thềm nhà, nhấc chân quá khó, thấy ông nhăn nhó, việc chơi ngoài sân, lon ton lại gần, âu yếm nhanh nhào, ông vịn vai cháu, cháu đỡ ông lên, ông bước lên thềm, trong lòng sung sướng, quẳng gậy cúi xuống, quên cả đớn đau, ôm cháu xoa đầu, hoan hô thằng bé, bé thế mà khỏe, vì nó thương ông. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan và để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Khi tìm bài học, các con bấm tên bài, sau đó bấm thêm chữ cô Lan Hải Bối thì chúng mình sẽ tìm ngay được video của cô để học. Hoặc chúng mình bấm vào đường link ở dưới phần mô tả bộ video toán, bộ video tiếng Việt lớp 3 mới đầy đủ. Chúng mình bấm vào đường link đó là chúng mình sẽ tìm được video để xem. Hoặc chúng mình vào trang YouTube cô Lan Hải Bối, bấm vào danh sách phát. Ở trong danh sách phát, cô đã sắp xếp rất nhiều bộ video. Chúng mình tìm hiểu xem bộ video nào chúng mình muốn học thì chúng mình xem để chúng mình nắm được bài. Xin chào và hẹn gặp lại.